tạp chí nổi tiếng về tài chính Forbes lại vừa công bố thêm danh sách 10 siêu mẫu kiếm nhiều tiền nhất thế giới 2018. Thu nhập của các chân dài đình đám được tính từ mùng 1 tháng 6 năm 2017 đến mùng 1 tháng 6 năm 2018, chưa trừ thuế và các khoản chi phí khác. Đứng đầu là một siêu mẫu 9X quyền lực hàng đầu làng giải trí hiện nay. Cô cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng này của Forbes vào năm ngoái. Vị trí số 1, Kendall Jenner, 22,5 triệu USD, 525 tỷ VND, chỉ còn thiếu nửa triệu USD, thu nhập của chân dài này đã có cùng con số với tuổi của cô. Người đẹp nhà Kardashian đang là siêu mẫu được follow nhiều nhất Instagram. Ngôi sao người Mỹ thu về số tiền khủng từ hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang thể thao, nội y, mỹ phẩm. Vị trí số 2, Kanye West, 13 triệu USD, 303 tỷ VND, đã rời đội thiên thần Victoria's Secret. Thu nhập của nàng mẫu Mỹ vẫn nảy sinh từ những hợp đồng quảng cáo béo bở cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang thể thao, trang sức. Vị trí số 3, Chrissy Teigen, 11,5 triệu USD, 268 tỷ VND, đồng hạng, nhờ lượng follower khủng trên mạng xã hội, siêu mẫu đã đá chéo sang lĩnh vực kinh doanh dụng cụ nhà bếp, viết sách nấu ăn và làm hút cho chương trình Lip Sync Battle. Vị trí số 4, Josie Huntington with LE, 11,5 triệu USD, 268 tỷ VND, đồng hạng, phần lớn thu nhập của cô là số tiền được chia từ việc kinh doanh nội y, nước hoa, mỹ phẩm tại trung tâm thương mại Marks và Spencers. Người mẫu Anh cũng tham gia các chiến dịch quảng cáo và ra mắt website làm đẹp của riêng cô. Vị trí số 5, Kendall Delvigne, 10 triệu USD, 233 tỷ VND, đồng hạng, nàng siêu mẫu. Diễn viên người Anh này trong năm qua kiếm bộn tiền từ việc quảng cáo mỹ phẩm, phụ kiện đá quý. Sắp tới, cô còn diễn một vai trong series Carnival Row. Vị trí số 6, Joel Banchen, 10 triệu USD, 233 tỷ VND, đồng hạng. Siêu mẫu Brazil trong năm nay đã phát hành một cuốn sách tên Lessons. Cô cũng kiếm tiền từ việc quảng cáo cho nhãn hiệu giày và các thương hiệu của Brazil. Vị trí số 7, Gigi Hadid, 9,5 triệu USD, 222 tỷ VND. Tuy đây là năm cuối người mẫu 9X hợp tác với nhà mốt Tommy Hilfiger, nhưng cô vẫn còn sở hữu hợp đồng quảng cáo cho các ông chủ lớn ngành mỹ phẩm, trang sức, quần áo thể thao và mắt kính thời trang. Vị trí số 8, Bella Hadid, 8,5 triệu USD, 198 tỷ VND, đồng hạng, 22 tuổi. Cô là siêu mẫu trẻ nhất danh sách và đang là gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu đồng hồ, mỹ phẩm, phụ kiện đá quý. Bên cạnh đó, những bài đăng trên tài khoản Instagram có 21,7 triệu follower của Bella cũng vô cùng đáng giá đối với các thương hiệu. Vị trí số 9, Jones Mons, 8,5 triệu USD, 198 tỷ VND, đồng hạng, ngôi sao người que tâu di câu diễn nhiều sâu hơn hẳn các đồng nghiệp của cô. Ngoài ra cô còn quay quảng cáo mỹ phẩm, nước hoa. Vị trí số 10, Dutton, 8 triệu USD, 187 tỷ VND, siêu mẫu người Hà Lan trở lại BXH sau một năm vắng bóng nhờ hợp đồng quảng cáo đồng hồ, mỹ phẩm và sở hữu dòng thời trang áo len riêng.